Thưa quý vị, đội quản lý thị trường số 24 thành phố Hà Nội vừa phối hợp với công an huyện Hoài Đức đột xuất kiểm tra cơ sở sản xuất bia của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Việt Châu Á. Tại đây thì cơ quan chức năng đã phát hiện doanh nghiệp sử dụng các vỏ bom bia của các thương hiệu bia nổi tiếng khác để đóng bia do cơ sở mình sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Thời điểm kiểm tra tại xưởng sản xuất bia của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Việt Châu Á tại thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, các công nhân của xưởng đang sang chiết bia vào vỏ chai nhựa, chai đóng sẵn, mang thương hiệu của nhiều nhà sản xuất khác như là King Beer, King Star, Bia Quốc tế Sài Gòn Hà Nội, được đóng sẵn chuẩn bị xuất xưởng. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, sáng nay thì lực lượng chức năng còn bắt quả tang nhân viên đang mài vỏ thương hiệu của các hãng bia, sau đó thì dán chồng thương hiệu bia của mình. Hiện tại, cơ quan chức năng đang làm việc với các đơn vị bị vi phạm nhãn hiệu để củng cố hồ sơ và xử lý theo pháp luật.